mà nhìn lạ thế? Nó có cả những cái sợi gai ở trên đầu kìa, để còn có răng có mồm nữa. Thôi đừng quan. Thôi các bạn ơi, hình như con bò đã cắn vào một miếng rồi ý. Xong rồi, cái quả dưa hấu chạy đi. Mà con bò này rơi cả cái răng ra kìa. Ui các bạn ơi, không xong rồi. Hàm của răng con bò này các bạn ơi. Ui, trời, nó rụng hết ra rồi còn đâu. Đây một bề hàm, đây một hàm, mà trên răng dính đầy những cái miếng dưa hấu. Có cả hạt này. À, đây điện thoại đây rồi này các bạn ơi. Điện thoại Doraemon, mình sẽ ấn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nào. Alo. Ủa, các bạn ơi, đầu bên kia trả lời rồi kìa. À, điều cho mình một cái xe cứu thương đến để trả hàm răng đi bác sĩ nhá. Nào, xe cứu thương đâu đến thế nhỉ? À, đây rồi các bạn ơi. Xe cứu thương đến. Nào, mình sẽ mở cánh cửa ra nhá. Đấy, mở cánh cửa ra. Mình sẽ cho cái hàm răng dưới vào trước này. Đấy, răng của chú bò đấy các bạn ạ. Nào, ngồi vào trong. Tiếp đến hàm răng này nào. Nào, lên xe, rồi đóng cửa lại. Xe cứu thương ơi, hãy trả ngay cái hàm răng này đến nha sĩ. Để nha sĩ lắp vào cho con bò nhá. Ôi, một hàm này. Đấy, hàm ở trong nữa bạn đó bạn. Wow, hai hàm răng. Đấy, bây giờ bạn phải gắp hết những cái dưa hấu này ra này. Đây, trong này của mình có đầy đủ dụng cụ để sửa chữa cái răng các bạn ơi. Đấy, bạn cậy ra đi. Wow, các bạn ơi, nhiều đồ chưa này. Cái răng này là răng của con gì đây? Đấy là răng của con bò đấy bạn ạ. Răng của con bò á? Đúng rồi đấy. Sao mà con bò nó dụng được hai cái hàm răng thế nào bạn? Con bò nhà tớ nó ăn vào cái quả dưa hấu quái vật gì lạ lắm. Eo kinh quá, để mình gắp ra nhá. Đây, cái này là để nạy đấy, còn cái này là gắp ra này, mình sẽ gắp ra nhá. Đây, để mình giữ cho. Đấy, đấy, đấy. Ôi, được một cái rồi này. Đấy. Cái đen đen này là cái gì đấy? Là cái hạt dưa hấu đấy bác sĩ ạ. Eo kinh quá, mình bỏ đây nhá. Đấy. Một cái rồi này. Rồi đấy. Đấy. Wow, hàm răng của con bò này trắng này bạn ơi. Đấy. Con này chịu khó đánh răng đấy. Con bò là nó chịu khó đánh răng, răng nó trắng đẹp chưa? Đấy các bạn ơi, nào tiếp đến cái hàm dưới này này. Đấy, mình cậy hết ra rồi mình xúc bạn ơi. Đấy, bác sĩ lắp vào đi. Được rồi này. Bác sĩ lắp vào hai hàm vào đi bác sĩ ơi. Đây, sẽ lắp hai cái hàm này vào nhá. Được rồi này. Ui, được rồi này các bạn này. Các bạn ơi, con bò nhà mình nó chịu khó đánh răng nên răng của nó trắng chưa? Đây này, bạn phải về cho nó uống thêm thuốc vào để nó đỡ sâu răng. Vâng. Ui các bạn ơi, bác sĩ kê cho hẳn 3 viên thuốc to lắm các bạn ạ. Bà Kem ơi, có phải con này không? Ui, phải đâu ơi, đúng rồi đấy. Đây là con quái vật dưa hấu đấy. Con này có phải làm gì phải là quan. Đây là quả dưa hấu chứ. Cái đầu nó đầy gai mà mồm nó kinh chưa. Rộng lắm, thôi tôi chạy đây. Con này có gì mà sợ đâu, nó đứng im đây mà. Đợi mình với. Ui, chết rồi, nó tâm một mình bạn ơi. Ui, bạn ơi, chạy nhanh lên. Ui, tao phát hiện ra, ở đây có mấy cái bao này. Chúng mình, trốn lại đi, nhanh lên. Nó không phát hiện ra đâu. Mình nó đi chứ bạn nhờ. Ui, nó đi rồi bạn ơi. Nào, trèo vào đi, trèo vào cái bao nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngồi xuống bạn ơi. Ôi mẹ đâu ơi, không kịp đâu, chạy ra ngoài đi. Ngồi, ngồi cũng không vừa. Thôi bạn Kem ơi, nó đang tiến tới con vịt này. Thôi nó ăn mất con vịt của bạn rồi. Bạn Kem ơi, có quái vật đấy. Hình như là nó nhốt quái vật gì ở trong cái ô tô này này. Mình thấy nó vẫn đứng cạnh đây rồi bạn ơi. Ui, thế mình đợi nó đi để mình cứu nó cái quái vật ở trong nhá. Nó bay rồi kìa. Đây là một con mèo nhà mình. Ủa, nó rốt con mèo đây này. Thôi, bây giờ chìa khóa đâu, phải mở ra để cứu nó thôi. Ui, đây rồi bạn Kem ơi. May quá, cứu được nó ra rồi này. Wow, nó lại tiếp tục. Nó ra ăn con cua này bạn ơi. Đây rồi, tớ đang kiếm mạch ở đây, đến rồi này. Ui, con quái vật dưa hấu kia, hãy xem sức mạnh của cái kiếm đây. Ui, nó bay đi đâu rồi kìa. Mình lại đi mình tìm xem nào. Ui, bạn ốc ơi, đây rồi. Eo ơi, con vịt của bạn, nó đang ăn nó này. Thôi. Ui, thế nào mà nó rỉa đúng một cái mồm của nó bạn ơi. Nó cắn cái mạch ra này, tính chưa. Đấy, không biết còn mấy con cua nữa đâu ấy bạn ạ. Để tớ đi tìm xem nào, hay đó lắp ở đằng sau. Bạn ốc ơi, chắc là con vịt nó thèm ăn dưa hấu đây. Tí nữa mình sẽ thay làm sinh tố dưa hấu cho nó nhá. Ừ. Để tớ bắt con cua vào đáy vịt nhá. Kìa kìa, một đàn nó bò ra này. Ui, nhiều chưa này các bạn ơi. Hai đây con liền này, này. Đấy bỏ đây. Ui, ở đây tớ cũng thấy này. Hai con nữa nó bò ra. Nào, tớ bắt nó bỏ vào đây nhá. Ui, các bạn ơi, nhiều lắm này. Wow, 4 con rồi. Đây đúng một quả dưa hấu quái vật rồi. Nó ăn cả cua này. Đây nữa này, đằng sau vẫn còn này. Ui, ấy còn hai con này nữa các bạn ơi. Ý, con này nó chạy nhanh lắm. Ui, một con nó ở dưới đây này. Đấy, bạn bắt ra đi, cẩn thận. Ủa, đây rồi, nó chạy ở đây này các bạn ơi. Con này dữ lắm. Con này hung thật đấy. Ê,
Ách, cẩn thận đấy, nó cắn đấy các bạn ạ. Ui, con cua màu xanh này này, vừa lấy nó nuốt chửng vào bụng luôn nhờ các bạn nhờ. Đấy, hai cái càng này của nó to thế này mà cái mồm con quái vật dưa hấu ấy này, đấy nó nuốt chửng luôn. Bây giờ tớ sẽ rút hết những cái tóc xanh của nó đi, sau này mình sẽ bổ ra để mình làm nước ép cho các con vật của mình ăn nhá. Nào bạn ông ơi, rút ra đi. Đấy, rút hết ra. Wow, được rồi. Ui, con vịt đã mổ được cả một miếng to đùng rồi này. Để mình cậy này ra xem nào. Eo ơi, răng này. Ý, để răng này, nó mổ cả răng ra luôn các bạn ơi. Này, đi chúng mình về làm đi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quạt dưa ra cái bát, sau đó mình cho vào máy, mình đổ nước mình xay nhá. Đấy, đấy, từng miếng một này các bạn này. Đấy, chiu. Wow, rất nhiều này các bạn ơi, ngon chưa? Wow, đổ tất cả chỗ dưa này vào luôn này. Sau đó, đổ nhiều nước vào. Ui, được rồi đấy các bạn ơi. Nào, mình sẽ đậy nắp nhá. Hai, ba. Wow, các bạn ơi, đây này. Chiu, wow. Ui, được rồi đấy các bạn ơi. Wow, có rất nhiều bọt. Bây giờ mình sẽ múc ra các cái bát cho các con vật của mình thôi. Mình sẽ đổ ra cái cốc này nhá. Ui, đây, bằng này này, cho chú mèo này. Chú mèo ơi, uống đi. Wow, các bạn ơi, ui, con mèo nó thích uống này. Đây, 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 đây. Ui, con mèo nó uống nhiều chưa này các bạn ơi. Tiếp đến này, mình cho chú bò uống nhá. Ui, sinh tố dưa hấu này uống vào mùa hè này là mát lắm đấy các bạn ạ. Wow, đây này, ui, chú bò này mình sẽ xúc cho chú uống này. Ui, ngon chưa. Đây là uống tiền nữa này. Ui, các bạn ơi, con bò nó uống nó nhanh nhất hết ra mồm rồi kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ ra đây cho chú cá chú uống này. Wow, ui, nhiều chưa này. Ui, các bạn ơi, ui, chú vịt chú uống nhiều chưa. Ê, chắc là vịt nó thích uống dưa hấu đấy. Nó muốn đẹp da đấy các bạn ạ. Ý, nó uống liên tục kìa. Uống nhiều vào nữa đi vịt ơi. Ôi, nó còn mổ con cá. Không được. Đây này, mình sẽ bê cho nó uống nhá các bạn nhá. Này, cạc 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 cạc. Ui, bà Kem ơi, à đằng này có con ốc sên, nó đang bâu vào miệng cái chum làm gì kìa. Mà mồm con này á, răng vàng khe, mà mắt lại xanh trắng đỏ này. Ui, đấy là ốc sên mẹ quài đấy, để tớ lấy cái rổ này tớ úp nó thôi. Wow, tớ úp nó rồi này, tớ thấy cái mắt của nó rồi bạn ơi, tớ mở ra nha. 2, 3. Wow, ui, kinh chưa này. Không biết nó làm gì ở miệng chum mình nhỉ. Ui, đôi mắt nó tròn to như kiểu nó đeo cái kính ý bạn ạ. Wow, ở trong tớ phát hiện ra có rất nhiều những con cá này. Ui, các bạn ơi. Đấy, đây, con đen đen. Ui, này, ấy, được một con ba đuôi rồi màu đen này các bạn ơi. Mắt con này to chưa? À, nó bơi đẹp lắm các bạn ơi. Ui, để tớ bắt tiếp nhá. Ui, một con màu vàng này. Đây, một con cá vàng màu đẹp cam chưa? Cam đấy bạn ơi. Ừ, cá màu cam đấy. Wow, ui, con này chạy nhanh lắm. Con này màu gì? Con này như kiểu màu da của mình ấy. Ê, các bạn ơi, đây là con cá này là con cá hơi vàng vàng nhờ.